Nếu anh em có nhu cầu mua thẻ Garena bằng thẻ cào điện thoại hoặc nạp kim cương giá rẻ, truy cập ngay napgameauto.com, nơi mua thẻ nạp kim cương uy tín giá rẻ. Truy cập ngay napgameauto.com để biết thêm thông tin chi tiết. Ok, xin chào tất cả những người bạn đang có mặt ở trên kênh của mình nhất. Thì mình vẫn là Giỏi đây. Hôm nay chúng ta có sự kiện nạp kim cương để mà nhận được cái trái bong keo như ý này. Và cũng có nhiều bạn comment rằng là nạp kim cương không được, không biết cách nạp kim cương, mặc dù là mình đã có khá nhiều video hướng dẫn rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đi nạp kim cương để nhận cái này. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn anh em nạp bằng Viettel SMS nha anh em. Ok, để nạp được bằng Viettel SMS thì anh em tìm cho mình ra, tìm Google nha, và anh em tìm cho mình chữ nạp thẻ này .vn thì nó sẽ hiển thị ngay lên đầu này. Anh em bấm vào nạp thẻ .vn nhé. Sau đó là anh em chọn đăng nhập bằng ID này. Đấy, anh em bấm vào đây, sau đó là anh em nhập ID của anh em vào. Sau khi mà anh em đăng nhập xong thì anh em nhìn bên góc tay phải, nó sẽ có cái tên của anh em, và anh em sẽ xem cái tên đấy và đúng chưa. Nếu đúng rồi ấy, thì anh em hãy nạp nhé. Thì ở đây có mấy phương thức này, ví dụ như là thanh toán bằng Viettel OTP này, Viettel SMS này, hoặc là Viettel hoặc Mobifone này, hoặc là cái gì đó, hoặc là Vinaphone. Thì anh em chọn phương thức thanh toán cái sim mà anh em đang dùng nhé. Tất cả các loại sim nó đều giống nhau, nạp đều giống nhau, chỉ có khác cái là những cái loại mà ví dụ như là Vietnam Mobi các thứ thì không nạp được nha anh em. Thì chỉ có Viettel này, Mobi và Vina thôi. Thì anh em có thể là sử dụng ba cách này để nạp. Đấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đầu tiên, đó là nạp bằng SMS. Thì ở đây anh em chỉ việc chọn vào SMS thôi. SMS ấy thì nó khác với cả là OTP ở cái chỗ là anh em ấy, SMS là cái sim mà anh em lắp ở trên máy này. Đấy, còn OTP là anh em có thể là dùng một cái sim lắp ở một cái máy khác, không phải cái máy này, thì anh em có thể là nạp được nhá. Và để mà nạp được cái này ấy, thì anh em cần phải lưu ý này. Thứ nhất ấy, là sim của anh em phải đủ điều kiện nhá. Điều kiện thì nó có hai điều kiện này. Một là sim phải kích hoạt 30 ngày, à chứ quên 60 ngày. Thứ hai nữa là cái tháng trước ấy, là anh em phải tiêu hết 10k thì tháng này anh em mới nạp được. Còn tháng này anh em tiêu 10k thì anh em sẽ phải đợi đến tháng sau anh em nạp nhá. Ở đây thì mình sẽ nạp từ 10.000 và sẽ nạp bằng SMS. Thì ở đây cái sim của mình đang, nó đang để mặc định là sim 1, thì bây giờ mình muốn nạp sang sim 2 cho nên là mình sẽ chép lại cái này, sau đó là mình sẽ chuyển sim, chuyển đổi này. Đấy, thì nó sẽ tự động nó sang sim 2 và cái cú pháp thì nó sẽ như thế này, và anh em bấm gửi. Bấm vào đây. Đấy, thì nó sẽ như thế này, anh em đợi tin nhắn nó về là xong thôi. Đây anh em. Đây, giao dịch thành công này, giao dịch thành công nó khác nhá. Anh em có một cái loại nữa là giao dịch không thành công thì nó sẽ ghi chữ không thành công. Đấy, thì ở đây mình đã giao dịch thành công rồi này. Khi mà anh em giao dịch thành công rồi ấy, thì anh em có thể là quay trở lại game để xem kim cương nó đã cộng chưa. Nếu kim cương nó đã cộng rồi thì ấy, còn nếu chưa cộng ấy thì anh em off đi on lại là được nhá, đơn giản vậy thôi. Ở đây thì nó vẫn chưa cộng này, thì bây giờ mình sẽ phải off đi on lại anh em. Ok anh em, sau khi mà mình off đi on lại thì kim cương đã về rồi này, 278 kim cương này. Đấy, thì ở bên là thẻ.vn thì ở bên đây ấy, anh em có thể là bấm hoàn thành gửi tin nhắn đến nhà mạng thì nó sẽ báo thành công giống như thế này. Đấy, đơn giản vậy thôi, khi kim cương nó đã cộng rồi. Và có một cái cách nữa là anh em nạp nó đơn giản hơn, đó là anh em cần phải có thẻ Garena. Thì thẻ Garena ở đây là gì? Thẻ Garena thì anh em sẽ phải đi mua nha. Anh em sẽ phải mua thẻ Garena này, ví dụ mình chọn thẻ Garena đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đi mua cái thẻ Garena đã anh em. Ok anh em, sau khi mà mình mua được thẻ Garena thì ở đây anh em có thể thấy mệnh giá này, 20.000 là bằng 111 kim cương này, 100.000 là bằng 580 kim cương, và 500.000 là bằng 3.050 kim cương. Đấy, ở đây thì 200 thì anh em sẽ được 1.190 kim cương, cộng với cả là đó là 50.000 thì 280 kim cương. Ở đây thì thẻ Garena anh em chỉ việc dán cái mã thẻ vào đây thôi. Đấy, đơn giản vậy thôi, sau đó là anh em mới. Đấy, mình mua cái thẻ Garena 200k thì giao dịch thành công 1.190 kim cương này. Bây giờ anh em quay trở lại game thì ở đây nó bị lỗi kết nối mạng rồi anh em. Đấy, cho nên là anh em phải off đi on lại tiếp rồi.
Ok, mình vừa họp đi online và kim cương nó cũng đã về rồi đây anh em. Đây, kim cương đã về rồi đây, anh em thấy không? Đấy thì những cái cách nạp thì nó khá đơn giản thôi. Ở đây nhận bông keo như ý này. Đấy, anh em có thể nhận được cái này. Và anh em muốn mà nạp được cái kim cương mà nó đơn giản nhất ấy ở bên đây ấy, thì anh em cứ lựa chọn cho mình những cái phương thức thanh toán nào mà anh em có. Ví dụ như là thẻ Garena này. Đó, anh em chọn thẻ Garena này, hoặc là anh em nạp bằng Viettel SMS hoặc là Mobi SMS nhá, hoặc là Mobi OTP, tùy anh em thôi. Cái này cũng được. OTP thì là cái SIM của anh em lắp ở bên ngoài. Ở đây thì anh em mình sẽ hướng dẫn luôn. Anh em vào đây và vẫn chọn cái gói anh em thanh toán như bình thường, và sau đó là anh em nhập cái số điện thoại mà anh em muốn nó trừ tiền vào đây. Ví dụ như là số nào đó chẳng hạn thì anh em cứ nhập nó vào, với vậy là được thôi. Sau khi mà nhập vào ấy thì cái SIM ở bên trừ tiền ấy nó sẽ có một cái mã OTP gửi về, và anh em điền cái mã OTP vào là được. Đấy, đơn giản vậy thôi anh em, chứ nó cũng không khó khăn gì. Đấy, nhưng mà vấn đề rằng là SIM của anh em phải đủ điều kiện nhá. SIM của anh em phải đủ điều kiện thì anh em mới nạp được, còn nếu SIM anh em mà không đủ điều kiện là anh em không nạp được nhá. Ngoài ra nữa ấy, thì tất cả các nhà mạng nó đều giống nhau, ví dụ Mobi, Viettel hoặc là Vina, thì anh em đều phải, đó là gì, tiêu 10.000 của tháng trước và kích hoạt 60 ngày nha anh em. Có một số nhà mạng thì sẽ yêu cầu là 30 ngày thôi, và cũng có một số cái nhà mạng ấy thì nó chỉ yêu cầu là kích hoạt 90 ngày cơ. Đấy, cho nên là mỗi một nhà mạng thì nó có một cái yêu cầu khác nhau. Nên là, nhưng mà thường thường mình thấy ấy, thì nó chỉ yêu cầu kích hoạt là 60 ngày thôi. Kèm theo đó là anh em tháng trước phải tiêu hết 10k trong tài khoản chính. Đấy, thì anh em sẽ nạp được. Chứ không phải là anh em cứ ấy là nạp được đâu. Đấy, đơn giản như vậy thôi, nó cũng không khó gì cả. Ở đây tất cả các phương thức thanh toán nó đều khá là dễ đối với mình. Đấy, còn nếu anh em nào mà chưa biết ấy thì anh em có thể là ấy nhá. Ở đây thì có các kiểu này. Đây có vé VNPay, ví VNPay hoặc là các thứ, ví điện tử thì anh em cũng có thể là sử dụng quét mã để mà nạp này, hay là những cái cách khác để mà nạp nhá. Tùy anh em cái cách nào cũng được, nhưng mà nó phải hiệu quả nha anh em. Ví dụ như là anh em phải vào đúng trang web này là nạp thẻ.vn này, chứ không anh em vào trang web fake là lại ăn cú lừa ngay. Đấy, ngoài ra nữa thì ở bên đây thì khi mà anh em nạp xong ấy thì nó sẽ ấy cho anh em nhá, nó sẽ cộng kim cương ngay và luôn cho anh em. Đấy, chứ không phải chờ đợi đâu. Hoặc là nếu nó bị lag thì anh em off đi online, hoặc nếu không anh em đọc lại tin nhắn xem giao dịch thành công hay là giao dịch không thành công. Vậy là được anh em. Hoặc là nó có một số lỗi thì anh em tìm lại cái lỗi mà mình đã hướng dẫn trước đó rồi thì anh em sẽ ấy được nhá. Ok, cảm ơn anh em đã đón xem hết clip của mình. Nếu thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo của mình.